Hello cả nhà, sorry cả nhà nha, lại là em. Cuối tuần cho nên là em làm đẹp suốt rồi, em làm đẹp suốt cho nên là em cũng livestream suốt. Tại vì hello cả nhà, mọi người đã vô chưa? Sorry mọi người nha, lại vô nữa đi, coi em làm đẹp. Em chuẩn bị đi tắm đó mấy chị, em chuẩn bị đi tắm rồi đó. Em chuẩn bị đi tắm. Nhưng mà cũng nhớ uống collagen. Cái cho nên là chạy vô tủ lạnh lấy collagen uống cái xong cái cho nên là hello Rosie Nguyễn, mọi người cuối tuần đang làm gì đó? Hôm nay ở Nhật thì mưa suốt cả ngày, mưa suốt cả ngày thứ bảy và mưa suốt cả ngày mai luôn, cho nên là em đi chỉ ở trong nhà. Hồi sáng thì đi gặp hội các chị em người Nhật, và người Nhật thật sự họ rất là hay mọi người. Công nhận phải nói là người Nhật rất là hay. Giống như hôm nay thứ bảy thì toàn là mấy chị là cũng có gia đình, có con nhỏ, có các thứ như người Việt của mình. Nhưng mà họ sẽ luôn biết yêu bản thân của mình. Và họ có những cái khoảng thời gian riêng để dành cho bạn bè nè. Và có rất là nhiều cái hay mọi người. Và Nhi học được rất là nhiều từ những chị bạn người Nhật của Nhi. Đó là phải yêu bản thân của mình. Đó. Đợi xíu để mấy chị vô đông đông đi, em nay em bày cho mấy chị yêu bản thân mình. Và mấy chị nào mà nói là thực sự đã yêu bản thân của mình rồi thì hồi em khoe cái này xong là mấy chị thấy mình đã thật sự yêu bản thân mình hay chưa. Thật sự phụ nữ Việt Nam của mình có một đức tính rất là tuyệt vời mọi người, đó là chịu đựng, hy sinh vì chồng vì con. Mình sao cũng được đó, xấu xí cũng được, có nhiều tiền gom hết cho chồng đẹp cho con đẹp. Sai 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 lắm mấy chị, sai lắm luôn. À em muốn hết collagen rồi, mấy chị vô nhiều nhiều đi, em share chút xíu livestream. Đó, em trước khi đi tắm là em phải uống collagen, collagen gì cũng được, phải có collagen vô miệng của em, phải có collagen vô cơ thể của em thì em mới cảm thấy là đẹp lên được ha. Là mọi người bôi thôi không đủ, mọi người phải uống, uống từ bên trong nè. Tại vì collagen ngoài đẹp da nó còn có những cái chất gọi là bôi trơn giúp cho xương khớp của mình được linh động nè, cho cơ thể của mình được trẻ trung khỏe khoắn năng động. Đó, túm lại là vậy đó. Ha, và sau khi uống collagen nó thì uống thôi không đủ còn thà nữa. Hello chị Lan đây, hôm nay em khoe với mọi người hộp kem để mấy chị là có chị nào đã từng xài chưa, chứ mấy chị biết là người Nhật phải nói là em ở Nhật nay là cũng ngang ngửa cái thời gian em, gần ngang ngửa, còn 1-2 năm nữa, còn 5 năm nữa là em ngang ngửa thời gian ở Việt Nam luôn rồi, coi như là phân nửa cuộc đời của em, còn vài năm nữa là phân nửa cuộc đời của em ở Việt Nam và phân nửa cuộc đời của em ở Nhật á. Thiệt sự thì nói ngắn cũng không ngắn và dài cũng không dài, nhưng mà em học được rất là nhiều thứ. Và thực sự là em cũng không phải là một cái người giàu có gì, mà em cơ bản là từ một cái người khó khăn đi lên. Cho nên đương nhiên khi mà tại tại vì sao xin lỗi mọi người là em chia sẻ chút xíu như vậy, tại khi mà mình từ khó khăn đi lên thì mình sẽ biết trân quý cái đồng tiền mình làm ra và mình sẽ biết sử dụng sao cho xứng đáng. Và nói keyboard cũng phải keyboard, nhưng mà mình phải dùng đúng, cái gì đúng thì dùng. Cho nên là em cũng dùng khá là đúng, tức không phải là một cái người mà dùng linh tinh đâu mọi người, nhưng mà khi mà tiếp xúc với người Nhật em cảm thấy họ thật sự là một người biết hưởng thụ luôn mọi người, quá biết hưởng thụ luôn. Chờ để em xíu em lấy cái cuốn tạp chí chút xíu em quay lại liền. Mọi người em đã quay lại. Xin lỗi đã để mọi người đợi, nhưng mà điều này chứng tỏ là em livestream không hề có sự chuẩn bị. Đây là cái sự cảm hứng của em khi mà em uống collagen. Và em uống collagen xong để em và em chia sẻ với mấy chị ha. Thì thật sự người Nhật là một cái đất nước họ rất là biết tận hưởng mọi người.
họ thực sự biết tận hưởng và cái đồng tiền mà họ bỏ ra họ cảm thấy xứng đáng nha. Họ cảm thấy xứng đáng và họ làm rất là cực. Người Nhật làm rất là cực và rất là chăm chỉ ở thế giới, ở trên tất cả thế giới thì em cảm thấy là người Nhật họ làm rất là chăm chỉ. Thậm chí đến 1-2 giờ đêm họ vẫn làm. Nhưng đồng thời song song đó họ cực kỳ biết tận hưởng mọi người. Đây. Hũ kem ao. Hũ này mọi người biết nhiều không? Không biết là ở đây có chị nào xài không? Chị Lan đây, chị thử xài hũ này chưa? Hũ này đắt sắc ra miếng luôn. Đắt sắc ra miếng, đắt sắc ra vàng luôn. Nay em Nhi không có sở hữu cái này mà chỉ là có mấy cái hũ tặng phẩm. Đây là cái hũ mà 7g. Và đặc biệt hiện tại là tới ngày 20 tháng 2 thì nó được khuyến mại tặng một hũ này. Trời, cái hũ 7g thì thôi ghê lắm á mọi người. Cái mùi cực kỳ dễ chịu và cực kỳ quyến rũ luôn. Rất là thích. Và không biết là có chị nào là biết cái hũ kem này không? Mọi người biết nó trị giá bao nhiêu không? 10 man chị, 10 man là 1.000 đô. Ôi trời ơi, chị xin lỗi hồi mà em mới biết về sản phẩm của hãng Medado á chị. Chị biết không, em còn nói tụi Nhật này nó khùng. Tụi Nhật này nó khùng. Em nói vậy, em nói trong đầu em á, em xin lỗi. Nhưng mà khi mà em biết vào thì em tự chửi bản thân mình. Thì em nói tụi Nhật này nó khùng. Trời đất ơi, hổ kem mà có lượng vàng. À, gần nửa lượng vàng là coi như 1.000 đô chị, 1.000 đô 10 man, bây giờ luân thuế là 11 man là coi như 1.100, 1.100, bây giờ đô với yên gần ngang ngửa nhau rồi, thì 1.100, 1.100 một đô một hộp hộp như vậy. Thì đợt này nó tặng thêm một hộp 7g, một hộp 7g mà 1.100, một hũ 50g, mà cái này 7g mà coi như một hũ này cũng hơn 1 man, cũng 2 triệu mấy một hũ nhỏ vậy rồi. Dạ, Laimer thì hiện tại không biết sao Laimer rất là hot luôn, hãng Laimer rất là ok. Thì em thấy kem body của Laimer hoặc là những cái sản phẩm mà dầu để mà dưỡng da cho các mẹ bầu á, da body, da bụng sau sinh rất là ok luôn chị. Em thấy Laimer khá là ở Nhật cũng khá là chuẩn á chị. Nhờ Laimer thì xài dòng Laimer là rất là chuẩn luôn rồi chị, là cũng không có rẻ tiền đâu. Thì em nói, anh em nói về cái kem ao này tại vì em xài em cảm nhận ha. Em cảm nhận tại vì bất cứ nào em cảm nhận đây là hũ thứ hai em được may mắn xài rồi. Em xài hũ thứ hai thì em thì chưa có điều kiện để mà xài hẳn một cái hũ to đâu. Hũ to thì cái hũ to ấy thì em vẫn bảo là ủa sao mà Nhật nó khùng, nó xài cái hũ mà tới cả 1.000 đô một hũ. Thật ra thì em xài kem Shiseido, Menado rồi thậm chí SK2 em xài thì em thấy cũng ổn, cũng ok đó. Thì cái hũ này có một điều rất là đặc biệt mấy chị. Xong rồi em mới tìm hiểu vô, em nói ủa tại sao khùng vậy trời, hũ gì cái 1.000 đô không biết có hiệu quả gì không. Thì thật sự em xài từ dòng, nó có rất là nhiều dòng sản phẩm mọi người. Cái Medado đây là một cái thương hiệu hàng spa của Nhật. Và hiện tại thì người Việt mình bắt đầu là tin dùng nhiều. Đó là vì sao, là bắt đầu cũng có nhiều bạn người Việt bán hàng Medado. Đó là do là mọi người bắt đầu tin dùng nhiều. Còn trước đây là chỉ người Nhật thôi. Người Nhật và họ không open những cái store lớn. Và họ bán trong cái và người Nhật họ truyền tay nhau, tức là họ có một cái ngầm là mình sẽ tốt, mình giới thiệu cho bạn, rồi bạn sẽ tốt, bạn giới thiệu cho, nó gần như dạng đa cấp. Nhưng mà không phải, vì cái chất lượng của nó, người Nhật họ không dùng uy tín của họ để mà giới thiệu bậy đâu mọi người. Thì cứ như vậy cái hàng của Menado nó tồn tại được 60 năm. 60 năm đúng không ta, hình như khoảng 60 năm, đúng rồi, gần khá là lâu đời rồi. Thì đặc biệt thì nó là cái chủ chốt là cái hũ kem ao này. Mà cái hũ kem ao này thực sự là nó một cái sản phẩm như là nôm na những cái sản phẩm như là Lycia nào, hoặc bất cứ sản phẩm nào có phải là chị em xài theo một khoảng thời gian á, mấy chị sẽ cảm thấy ơ mình xài năm nay cái bắt đầu là dạ đúng rồi chị ơi. Không biết chị Bằng Linh có cảm nhận như thế nào không, cảm nhận như thế nào chứ sao vậy con? Thì đầu tiên những cái điều tuyệt vời em sẽ nói về hũ này cho chị Lan đây cảm nhận. Tại vì em thì em cảm nhận xem nói vậy nha, không biết đúng hay không, nhưng mà là cảm nhận của riêng một mình em. Thì đầu tiên á, thì theo em được biết là em tìm hiểu về cái vấn đề mà về vấn đề cơ bản thôi, không cần nói mày làm bằng cái gì hay gì ok ngưng. Em cơ bản thôi thì em được biết tất cả những cái kem và em xài. Thì em hồi xưa em có chia sẻ là dạ đúng rồi chị, dạ, cái này xài xong da rất là đẹp. Thì khoan tí xíu, thì tại vì em không có pro cho nó, cho nên em đang nói về phân tích của em thôi. Thì khi mà bắt đầu xài á, thì em tìm hiểu em được biết là, và em thấy kinh nghiệm của em là hồi 19 tuổi là em qua Nhật là bắt đầu em đã xài
kem mỹ phẩm của Nhật, em được va chạm sớm với mỹ phẩm và từ rẻ tiền đến mắc tiền. Thì thực sự có những dòng kem em xài một khoảng thời gian mới chị để ý, em livestream em xài suốt cả năm luôn. Như hồi đó em xài Dr. Ciribo, xong cái được hết một năm cái rồi em đổi lên cái dòng màu trắng, cái em đổi vào màu xanh đổi hết cái Dr. Ciribo, xong cái em tua qua hàng Shiseido, cái xong từ từ bây giờ em lại xài Sibon, rồi xong rồi từ từ em xài Menado. Và vì sao em thường xuyên em đổi kem như vậy, hôm nay chị biết sao không, biết có chị nào biết không, tại vì em nghĩ là cũng có nhiều chị xài chuyên về kem á, thì khi mà mình xài kem một thời gian á, mọi người tự nhiên cảm nhận là nó không còn tác dụng gì nữa đó. Cảm nhận nó không còn tác dụng, tại vì giống như là tự nhiên cái da mình nổi mụn, cái tự nhiên mình tìm được cái sản phẩm mình xài xong cái nó hết mụn, cái xong cái rồi mình cứ xài, mình nghĩ là nó tốt, nó cứ duy trì vậy không thấy khá hơn nữa. Hoặc là mình da mình đang bị đồi mồi, cái em xài cái sản phẩm đồi mồi xong cái ôi đẹp quá, đồng khoái quá, xài mới đầu thời gian đầu thôi, cái khoảng chừng đâu khoảng nửa năm sau thấy nó cũng bình thường, vì nó bị bão hòa các chị, nó bị bão hòa. Và tất cả những dòng sản phẩm đó là nó sẽ tác động lên cái lớp đầu tiên là cái lớp biểu bì bên ngoài của mình, cơ bản là cái lớp mình nhìn thấy được, nó nhìn thấy được và nó làm đẹp cơ bản ngay cái thời gian đó. Rồi có những chị ngưng xong nó lại bị lại, ở bị mụn lại hoặc bị nám lại, là vì nó chỉ là áo bên ngoài thôi. Rồi theo thời gian có những hãng SK2 nè, bắt đầu là họ sẽ làm những cái sản phẩm đưa tế bào gốc vô, bắt đầu là tới phần trung bì và hạ bì là sâu nhất luôn. Thì đặc biệt cái dòng kem này, và có những vết thương chày á mấy chị, giống như mình trên 35 tuổi mình nặng, mình ngắt nè, da mặt mình bị chày, thì những cái kem mà mình bình thường mình sử dụng á, nó sẽ làm lành sơ, chữa cái vết thương đó. Và theo thời gian rồi cái tế bào não của mình nó quen với cái việc mà cái vết thương đó như vậy, nó sẽ dạy dạy là cái tế bào nó đã quen dần với những cái tế bào đó rồi, thì nó cảm thấy rất là bình thường thôi và nó không có khá hơn được nữa, nó chỉ dừng ở mức độ đó và nó lành, nó như vậy thôi, nó quen dần. Nhưng đặc biệt cái dòng kem ao này, nó sản sinh ra cái tế bào gốc mẹ, nó sâu xuống cái phần hạ bì, dưới cái hạ bì nó sẽ có những cái mô cơ da mặt mình nè, những cái mạch máu lớn nhỏ khác nhau và nó tác động sâu xuống dưới luôn. Đặc biệt cái này tác động cực kỳ sâu xuống dưới và nó làm cho da mình sản sinh ra cái tế bào gốc, tế bào mới luôn, nó sinh ra cái tế bào mới, tế bào mẹ, là tế bào mẹ. Và từ cái thằng tế bào mẹ nó đẹp rồi, bắt đầu nó mới đưa ra những cái tế bào, bắt đầu nó sinh sôi ra những cái tế bào mới, cho nên da của mình sẽ được giống như là gọi là, nó gọi là đây là một cái sản phẩm kem mà tụi Nhật nó gọi là tái tạo hoàn toàn da của mình, tái tạo hoàn toàn da của mình luôn, tức là gần như thay hoàn toàn, giống như là mình đập hết mẹ cái nhà mình thay lại luôn á, chứ không phải như là mình bình thường mình xài những kem ok, mình xài Shiseido cái đầu mình lên từ từ cái mình có tiền chút xíu, cái hôm nay cái mình thay luôn cái bồn cầu, mình chơi SK2, chơi bồn cầu của Nhật mang về luôn, mang về bồn cầu của Nhật về luôn. Rồi, nhưng mà mình thay mỗi thứ chút như vậy, cái nhà của mình nó nhìn không có hài hòa mọi người. Tức là nó được chấp vá và được thay mỗi thứ chút thì cũng giống như mình xài kem vậy đó. Mấy chị xài kem thì mấy chị thoa lên, nó sẽ làm liền vết thương đó, hoặc là nám nó sẽ làm hạn chế vết nám đó. Và nhưng mà từ từ rồi cái tế bào não mình nó quen với cái việc mà làm lành những vết thương bình thường cơ bản nó bên trên ha, thì từ từ nó vẫn cứ như vậy thôi, nó không có khá hơn. Nhưng khi mà cái thằng ao này nè là một cái phát minh cực kỳ của Menado, đó là điều làm sao mà làm cho nó hả, dù rất là mắc tiền nhưng mà vẫn có rất là nhiều người Nhật sẵn sàng bỏ ra $1,000 để mua một kem này. Và em không có tin luôn mấy chị, em nói trời đất, còn bị điên thế. Sao mày cũng bấm bụng mày kéo đầu là mua những cái hũ được hai hũ nhỏ, được 2 lần 3 lần xài. Rồi do là em làm thì đương nhiên mình sẽ được dùng thử sản phẩm, được học về sản phẩm và rất nhiều thứ, thì em may mắn em xài thì em cảm nhận rất là rõ rệt. Và đặc biệt nó có một cái mùi hương rất là lạ mấy chị, đây là một cái mùi rất là đặc biệt và điểm cực kỳ nổi bật luôn. Thì như em xài Lycia thì có những cái mùi rất là dịu. TK là một cái bộ sản phẩm mà những cái chị em gái mới lớn để dùng. Rồi Embellier là cao cấp nhất, là mùi lắm lên chi. Thì đặc biệt đây có một cái mùi hương rất là đặc biệt, và nó là cái mùi hương gọi là mùi hương quyến rũ của đàn bà mọi người. Không biết mọi người có nghe cái này không ha.
đây là một cái mùi hương rất là quyến rũ. Thì cái mùi hương này khi mà mình thoa lên mặt mình á, người phụ nữ Nhật á, họ rất là biết tận hưởng. Thì khi mà họ tạo cái kem này, họ đưa vô những cái tinh, những cái mùi hương gọi là quyến rũ, hương quyến rũ, gần như là quyến rũ đàn ông á, giống giống vậy đó. Thì mọi người thoa lên da mặt của mình, cái mùi hương đó làm cho mình cái sự hưng phấn lên não của mình. Đó, giống như heroin vậy ha, nghe như heroin vậy nhưng mà có thật mọi người. Đó là những cái chất rất là đắt tiền và nó đưa lên não bộ của mình và mình cảm thấy là hạnh phúc, sung sướng, mình cảm thấy thỏa mãn. Cái mùi hương của cái Autumn này dùng rất là đặc biệt. Đó là vì sao nó rất là mắc tiền luôn mọi người. Đắt sắc ra miếng, người ta nói á, sắc ra miếng luôn ấy. Mà nó đưa lên não bộ và đây là một cái sự tận hưởng của phụ nữ Nhật. Sự tận hưởng luôn mọi người. Tận hưởng rất là gọi như là quý phái ấy, quý phái ấy. Tức là nó sẽ đưa lên não bộ mình cái mùi hương quyến rũ, quyến rũ và quyến rũ cả cái đối phương. Mọi người cứ nghĩ nôm na là mình thoa kem lên mặt, nhưng mà mọi người làm to nha, đàn ông họ rất nhạy cảm. Đôi lúc họ gần phụ nữ mình thôi, họ lại bảo em có một cái mùi hương rất là đặc trưng, bản thân mình còn không biết nữa mọi người. Đó là từ kem dưỡng body của mình nè, từ mùi hương tóc của mình nè, hoặc thậm chí mình thử mấy chị nào mà đang cái giai đoạn mà được anh xã yêu hoặc là người yêu mình yêu á, mình thay đổi cái kem thoa mặt thôi. Mà cái người đàn ông mà nhạy cảm, phải nói cái mũi con chó, thính nhân chó. Em xin lỗi mấy anh đàn ông nha, nhưng mà không có từ nào mà để dí cái mũi mà thính. Thì người ta thường nghe bảo vui vui là thính nhân chó. Thính nhân chó. Trời ơi, đổi kem cái giống như, đừng nói chồng em nè, chồng em nè, chồng em nói chồng Nhật em nè, mũi thính như chó. Ông cười mà hỏi gì, thế đây em còn dịch luôn tiếng Nhật mà, hỏi sao vậy. Trời ơi, tôi mới đổi kem cái mà kem lạ, cái là ông hỏi hết sao hôm nay cái mùi này hôi hôi. Tôi nói cái mùi mà hôi kem của người ta, cái là mình ngỡ ớ hay ta, mình mới đổi kem thoa mặt. Thì đây đặc biệt cái kem ao dòng lại cái kem ao này, khi mà thoa lên mặt nó sẽ có một cái mùi rất là quyến rũ ha, và quyến rũ người đàn ông có một cái cảm xúc với mình, cảm xúc gọi là yêu thương á mọi người, cảm xúc yêu và muốn yêu. Và đây là cái sự tận hưởng của người phụ nữ Nhật, và đây là một cái bí quyết của người phụ nữ Nhật. Thì họ thoa lên cái da mặt, thoa mặt, và đặc biệt chỉ cái thằng ao, kem ao này thôi. Cái hộp này của em á là cái hộp kem mini á nha, và đặc biệt là chỉ có tháng 2 này mấy chị mua mới được tặng cái hũ này thôi, bình thường nó không có khi nào tặng hũ mini nữa đó. Tháng 2 nó mới có, thì nên nó đưa cho em để mà xài, để mà em có thể tư vấn cho khách, em phải trải nghiệm. Thì chỉ có tháng 2 này mới tặng được cái hũ nhỏ như vậy. Thì xài nó có một cái mùi hương rất đặc biệt, mình nghe mình đã thích rồi. Nó dịu, nó nhẹ và nó rất là quyến rũ mọi người. Thì thoa lên mặt như vậy, phụ nữ Nhật á, họ cảm thấy rất là tự tin, nó có mùi hương á mọi người. Khi mà mùi hương mình bước trong căn phòng mà có một mùi hương dễ chịu, mình ngửi mình tạm hưởng tự nhiên trong người, mình cảm thấy ôi, cái tâm trạng mình rất là vui vẻ, thoải mái. Hoặc vô những cái căn phòng thúi quá, tự nhiên trâu mài, câu mặt liền. Thì đây là cái sự tận hưởng của người phụ nữ Nhật. Cái mùi này nó thoa lên mặt mình, lúc nào trên gương mặt mình cũng cảm giác được cái mùi hương thoang thoảng nhẹ trên cái làn da của mình hết á. Và mình cảm thấy hưng phấn trong cái em này nè. Đó là cái điều đặc biệt. Tại bữa em nói, em giơ tay luôn, em rất là thật thà. Chị, cái hũ kem mà mình giơ lên trên lúc mà cô giáo nói, giống như người ta nói về sản phẩm, tao không biết cái sản phẩm này của tụi bay á, có cái gì đặc biệt mà cả ngàn đô, hũ kem có 50g mấy chị. 1.000 đô đâu có ít đâu, 20 mấy triệu, 23 triệu, 24 triệu một hũ, đâu có ít đâu. Và em còn nói trong bụng nữa, tụi bay khùng, mua kem thì mắc còn chết luôn. Nhưng mà thật sự đây là một cái giá 24 triệu, cầm tầm 24 triệu một hũ này nha chị Phạm Thị Thục Lan. Nhưng mà nên xài, nếu như mình thật sự là mình biết yêu bản thân của mình, mình cảm thấy là mình yêu bản thân của mình, thì thật ra em thấy phụ nữ của mình nên yêu bản thân mình mấy chị. Mình có yêu bản thân mình thì cái người đàn ông đối diện mình hoặc là những người xung quanh mình mới thấy yêu thương mình được. Và phụ nữ mình á, thí dụ như có thể là những chị nào xem livestream bảo em trời mẹ tiền ăn cũng có nữa đâu mà yêu bản thân, thì cái đó là cái người ta gọi là show cái nai, tức là phải chịu thôi. Thì vậy thì mình phải phấn đấu làm sao để mà mình có thể dư giả, mà khi dư thì mình yêu bản thân mình từng chút một. Mình dư ít, mình yêu ít, mình dư nhiều, mình yêu nhiều. Và khi mình bắt đầu mình yêu thương bản thân của mình rồi, bản thân của mình đẹp hơn nhiều rồi, mình sẽ tự tin trong tất cả mọi việc mấy chị.
Không biết mấy chị cảm thấy điều đó không? Khi em bắt đầu tự tin rồi, bắt đầu em bước vô cái shop, em sẽ sang chảnh hơn, bắt đầu em sẽ mua những cái đồ mắc tiền hơn chút xíu, em xài cho bản thân em. Và khi em tự tin rồi, em cảm thấy là bản thân em cũng có một lực hút, hút những người xung quanh đến gần bên em để cùng với em cùng cố gắng, thì tất cả những mọi thứ đều suôn sẻ hết mọi người. Cho nên phụ nữ của mình, cái vẻ đẹp nè và những cái sự tự tin, người ta gọi là thần thái á, nó rất là quan trọng cả trong cái việc thành công và những cái việc tiếp xúc. Và nó không chỉ thành công bên ngoài và thành công trong cả gia đình của mình nữa, mà giống như bản thân em không phải tự tin gì, nhưng mà chắc là em cũng may mắn, em có bé sớm ấy. Và với con em thì con em bảo là mẹ đẹp, thì với con em nó bảo như vậy, cho nên là nó vô trường nó cảm thấy rất là tự tin. Và mấy bạn của nó cũng nói ôi mẹ của mày đẹp quá ha, cái vậy đó. Tại vì em vô trường em rất là chỉnh chu, mọi người em rất là chỉnh chu, rất là chăm chút, thì bảo mẹ mày đẹp quá ha, con thấy rất là vui, nó cảm thấy rất là vui luôn. Và mỗi lần em đi họp cho nó rất là vui, và điều đó làm em hãnh diện, em cảm thấy vui. Thì tức là khi mà mình yêu bản thân của mình rồi thì mọi điều của mình xung quanh mình nó đều suôn sẻ hết á. Em xin lỗi, em không dạy đời ai hết, mà đây là cái cảm nhận của riêng bản thân em khi mà em tiến bộ lên từng ngày. Và những chị nào mà theo dõi livestream của em và cũng theo dõi Facebook của em thì cũng biết là em không phải là cái người mà giàu có quá, mà là em từng bước em đi lên và em cố gắng và em yêu bản thân của em và em sống bằng đam mê. Tất cả làm đẹp cũng vậy, cho nên khi mà xài những cái hũ kem như vậy, em phải suy nghĩ là nó có cái gì để mà mình phải đầu tư một số tiền mắc như vậy, và có đáng hay không. Nếu như những chị em nào có thể thực sự có điều kiện, mình nên thử sử dụng hũ kem này để cảm nhận những cái mùi hương của nó và cảm nhận được cái sự thay đổi cho làn da của mình. Giống như nãy em nói đó, mình mỗi ngày mình bỏ một chút tiền mình tiết, mình cứ mua thôi, mình mua cái kiêng chút chút cũng được nữa, mình sửa vô ngôi nhà của mình thì ngôi nhà nó vẫn đẹp lên, nhưng đẹp theo cái kiểu mà nó không hài hòa. Nhưng khi quất luôn một hũ kem vậy đập lại thì nó đập hoàn toàn cái mặt của mình lên, vì đây là nó sẽ tạo ra cái tế bào mẹ gốc, tế bào gốc mới luôn cho làn da của mình, và nó làm cho làn da của mình thay đổi, làn da mới hẳn luôn, và nhìn cái gương mặt của mình rất là trẻ trung mấy chị. Thì em xài là cái hũ kem này, và mình xài không nhiều nha mấy chị nha, tại vì cái này mỗi một lần mình chỉ lấy một chút xíu thôi, tức là mấy chị có thể dưỡng thêm những cái sản phẩm lotion khác của mấy chị ha, hoặc là nếu được đầu tư một cái bộ rẻ nhất của Menado cũng được, và bắt đầu là mình kết hợp hũ kem cuối cùng là hũ kem này. Và mình chỉ lấy khoảng chừng một hạt đậu đỏ thôi, một cái để em dích thử nha, một tí xíu em cũng xài. Nó luôn cho những cái thanh này, và nếu như mấy chị mà xài cái hũ bự, nó tặng cho một cái thanh mà nó như cái vàng nhá, nó như cái hình mà mạo vàng đẹp lắm, sang chảnh lắm. Lấy khoảng nhiêu đây thôi mấy chị, đây nó gọi là một hạt đậu đỏ nhỏ thôi mấy chị ha, một hạt đậu nhỏ như vậy thôi. Đó là mình bắt đầu chấm, mình thoa hết khuôn mặt của mình rồi. Đây em để tí xíu nên em tắm nên thoa. Một hạt đậu đỏ thôi, mình thoa tất cả khuôn mặt của mình. Thì một hũ như vậy, 7g thôi, mà em xài nay hơi bị lâu rồi đó, lâu lắm luôn rồi đó. Khá là lâu. Hồi đầu nay 21 ngày vậy đó. 21 ngày. Tại mỗi lần mình nhích có một chút xíu mấy chị, cho nên là một hũ 50g thôi, nhưng mà xài rất là lâu. Rất là lâu luôn mấy chị nha. Và như hồi nãy có một cái chị, hình như bạn của chị Lan đây, hồi nãy em thấy chị bảo là bạn của chị xài và da rất là đẹp. Cho nên thực sự là nó đẹp. Cho nên là nếu như được, mọi người thử một hộp, thử để cảm nhận một hộp, thử yêu bản thân mình một lần, và xài thử một hộp như vậy để cho nó da của mình thay đổi hẳn luôn. Và sau đó là mình có thể xài những cái bộ vừa phải của dòng Menado, hoặc là xài quay lại, tua lại. Lâu lâu mình nên đổi kem nha mấy chị nha, chứ không là mấy chị cứ cảm thấy là mình đang xài thằng Shido ôi đẹp rồi, và nó cứ như vậy, nó không khác, nó không nổi bật bao nhiêu năm, nó cũng như vậy. Mình cảm thấy cho tao cái cảm nhận về kem mày đang dùng đi, chả biết cảm nhận gì, tại vì cả năm nay nó vẫn cứ vậy, nó không có sự thay đổi mọi người. Cho nên vậy thì mình nên làm một cuộc cách mạng cải tạo, thử cái này nha mấy chị nha. Và thử để, dạ đúng rồi chị, cái này xài là da nó căng lên luôn, nó căng lên luôn, vì là nó như là nó tái tạo hẳn, nó xuống cái hạ bì, tức là da của mình có ba lớp. Đợi em xíu, giống như cô giải thích cho em. Trời ơi, em bây giờ em xin đó mấy chị, em học giống như em hay quên thôi, em hay quên. Nhưng mà em học xong với em nói bằng cái cảm xúc của em, chứ em không có nói theo bài bản. Thì da của mình nè mấy chị ha. Lớp bên này xong xuống đây, em cơ bản thôi. Ở bên ngoài gọi là lớp biểu bì, trung bì, hạ bì. Thì bình thường mình xài những sản phẩm kem dưỡng da, nó chỉ tiếp xúc lên bề mặt này thôi, nó đẹp bề mặt thôi.
Nhưng mà một thời gian sau là mọi thứ mụn các thứ nám thời gian theo thời gian nó sẽ đi lên, nó đẩy lên từ từ. Nhưng khi mà xài cái thằng kem ao này, đây là cái tờ để mà khi nói về cái kem ao, thì nó đẩy sâu tận dưới này, tận cái những mạch máu này ha, mạch máu đỏ xanh này nè, đó, sâu xuống cái hạ bì này luôn. Nên đầu tư, chỉ nên đầu tư một hộp và nên thử để một lần yêu bản thân mình. Mình mua một cái giỏ mấy ngàn đô, 1.000 đô bình thường, nhưng những cái giỏ đó là cái vẻ đẹp bề ngoài, trang trí bề ngoài mình thôi. Nhưng kem là nó vô người mình, nó xài cho cái gương mặt của mình. Em nói thiệt, em không biết sao nhưng mà em không em xin lỗi. Thực ra thì giỏ sách các thứ thì cũng ham lắm, mê lắm. Nhưng mà để mà đam mê tất cả thì em đam mê máy làm đẹp và kem và mỹ phẩm, vì nó đi vô da của em, nó thể hiện bằng cái gương mặt của em. Còn giỏ sách các thứ là một cái đam mê và thỏa mãn cái bên ngoài của mình thôi, mình đeo để mình trang trí, để mình đẹp thôi. Cho nên để đầu tư một cái giỏ, ok, em đang tóm mua giỏ đó, mua hộ kem đẹp lên gương mặt của em nói thiệt chị, nên đầu tư thử một hộp thôi chị, em nói thiệt. Và nếu như đầu tư đợt này á, em Nhi sẽ và mấy chị được, mấy chị share cái live stream này của em, share cái live stream này của em sẽ tặng thêm mấy chị những cái bộ, một bộ là nó túi thôi, thì em có, em được tặng, em cho lại mấy chị. Em nói thiệt, cái này là em được tặng. Em được tặng là do mình đi học á, mình đi học và cái cô cũng phát cho mình để mà mình xài thử, để mình trải nghiệm. Cái Menado rất là hay, họ để cho mình trải nghiệm. Đây là đúng là một cái thương hiệu của Nhật, nó cho em trải nghiệm, cho nên là em mới đi theo. Chứ bình thường là em không có theo cái thằng mỹ phẩm nào hết trơn ấy. Và Dr. Cerebo thì nó cũng đâu cho theo, nó đâu có cho mình học đâu. Nhưng mà cái Menado nó có cơ hội học là em vô em học. Em học để mà em tìm hiểu mỹ phẩm của nó sao để em trải nghiệm. Và đây là một cái công ty của Nhật rất là lâu năm rồi, em thấy nó mỹ phẩm nó xài tốt lắm. Và xài trời ơi, vô trong đó là mới thấy những cái người mà xài mỹ phẩm của nó 50, 60 tuổi da đẹp lắm mọi người. Có cơ hội em sẽ xin phép những người đó chụp hình cho mọi người coi, da rất là đẹp. Đó, phải nói là da người Nhật họ đẹp vì họ biết yêu bản thân của họ. Cho nên là nếu như được, mấy chị nào đang coi video của em chào chị Hạnh áo dài. Mọi người share video này giúp giùm em, để tất cả chị em cùng yêu bản thân của mình bằng cách này hay cách khác. Mình có tiền ít thì mình đầu tư ít, có tiền nhiều thì mình đầu tư nhiều. Nhưng quan trọng phải biết yêu thương bản thân của mình ha. Thì comment giúp giùm em ở bên dưới thì em sẽ có tặng, thì khi mà mua một hộp kem lớn nó sẽ có tặng một hộp này. Ngoài ra em sẽ tặng một cái set mini nhỏ, trong đó sẽ có những chai tinh chất nè, rồi kem massage và rửa mặt của hãng luôn, mà dòng Imperial, tức là nấm linh chi đỏ. Chị Kelly Lam ơi, tại vì bây giờ tới giờ em đi tắm rồi, cho nên nếu được chị tua lại sau khi em tắt thì chị coi lại giúp giùm em clip nha. Tại vì nếu như mà em nói đi nói lại thì mọi người sẽ cảm thấy nhàm lắm. Dạ, và cũng mất thời gian quý báu của mọi người nữa. Em cảm ơn mọi người đã nghe em Nhi chia sẻ những cái cảm xúc của em. Và thật sự đây là khi mà em cầm, tối em chuẩn bị đi tắm, em cầm cái hũ collagen em uống thôi, cái tự nhiên em chợt nhớ là sao bữa giờ mình không giới thiệu với mọi người cái hũ kem ao này, ta xài rất là hay luôn mà em không dám chia sẻ, em rất là ngại, tại vì cái giá thành của nó quá mắc á, nó mắc quá đi. Cái nhiều khi mọi người nghĩ là mình bày vẽ này kia thì em không thích vấn đề đó, em phải cảm nhận thực sự đã. Và đây là hũ thứ hai em xài một lần nữa thì em mới dám chắc chắn để nói lên những cái điều của hồi nãy giờ em chia sẻ. Và đặc biệt cái mùi hương của nó đó mọi người, cái hũ kem này là khoảng 1.000, là 11 man đó mấy chị, 11 man là 10 man là 1.000 đô, thuế 10% nữa là 11 man là tầm 24 triệu. Tầm 24 triệu một hũ thì có gì hỏi em nhân tỷ giá lại, tầm 24 triệu một hũ 50 gram. Và đặc biệt là khi mấy chị coi clip này, nếu được mấy chị share clip và share clip này giúp giùm em thì em sẽ bớt cho được chút xíu. không bớt mà em tặng luôn một cái hộp mini. Nó sẽ gồm có tinh chất nè, tẩy trang 3 hộp 3 loại, một cái hộp sữa rửa mặt, một chai tinh chất, một chai hình như tinh chất của hãng của nấm linh chi đỏ, bộ nấm linh chi đỏ cực kỳ mắc tiền luôn. Mà một cái set mini đó chắc cũng không có rẻ đâu mọi người, set mini đó cũng khoảng 2-3 triệu ấy. Em sẽ tặng cho cái set đó nữa, ngoài cái hộp mini 7 gram này. Chị ơi, xài đẹp liền, em không nói, mấy chị xài mấy chị cảm nhận đi
không có gì mà xài đẹp liền như tiên, nhưng mà thật sự xài một cái hộp này mấy chị hãy cảm nhận, hãy cảm nhận, hãy cảm nhận nha, hãy cảm nhận. Đây là một cái lọ kem đặc biệt chủ chốt của hãng, nó là làm ra tế bào gốc mẹ ở bên trong da của mình, từ hạ bì của mình á, và nó đưa lên từ cái tế bào mẹ gốc đó, nó mới tái tạo lại tất cả toàn bộ những cái làn da trên gương mặt của mình. Còn trước đây khi mình xài những cái kem là nó chỉ xâm lấn nhẹ từ bên ngoài vô thôi, đó là vì sao mình cần phải uống. Thì bắt đầu nó sẽ nó đi vô vùng trung bì là cùng, và những cái kem mà xịn sò lắm tới hạ bì, nhưng nó chỉ làm lành, chữa lành những cái tế bào đơn giản của mình đã có thôi. Còn đây là nó làm sản sinh ra cái tế bào gốc luôn, sản sinh ra hẳn cái tế bào gốc, cái tế bào mẹ luôn. Và thằng mẹ đẹp rồi, mấy đứa con đẹp hết. Người ta nói mà, đẹp từ gốc mà ra. Chứ mấy chị cứ quẹt quẹt chét chét vòng vòng trên cây thôi, cái cây nó đẹp, gốc nó không đẹp. Thời gian thôi. Thôi, cho nên thử nha mấy chị nha. Ok. Bye bye chị Chip Chip, bye bye chị Ngọc Nguyễn. Cảm ơn chị Lan đây rất là nhiều, vì chị có chia sẻ là một người bạn của chị có dùng và rất là đẹp á. Nếu được chị thử nha. Cảm ơn Vân Nguyễn. Giáng sinh thì không xinh lắm đâu. Cảm ơn Vân nhiều nha. Cảm ơn Vân đã coi livestream của Nhi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ Nhi đi tắm nha. Xin tạm biệt mọi người. Bye bye. Mong rằng những chia sẻ của Nhi sẽ truyền cảm hứng làm đẹp đến tất cả những chị em phụ nữ mà cảm thấy là mình biết yêu thân bản thân của mình ha. Tạm biệt.